Tôi cứ bày cử động đi. Tao đã nói phải trái với mày rồi, nhưng mà mày không nghe. Này, mày biết tại sao chính tao phải đánh mày? Mày sống cái kiểu như vậy chỉ làm người ta xa lánh mày. Mày phục tao, mày nể tao, muốn học ở tao, nhưng làm sao tao có thể dạy mày nếu như mày bố láo. Sự thật tao không phải giang hồ, không phải thư dữ. Tao chẳng bao giờ gây sự với ai, tao rất biết cách cư xử. Một khi tao lên đánh mày có nghĩa là tao muốn dạy mày, còn không tao đã mặc kệ cuộc đời sẽ dập mày bầy nhầy. Cuộc đời nó không nương tay như tao, mày sẽ vất vả, mày sẽ không có gia đình sự nghiệp, mày sẽ đánh mất tất cả. Bị chém đi vô bệnh viện và bị mọi người khinh ghét tới nỗi đang bị nhũng não mà cứ tưởng mình là thần kinh thép. Tao chưa từng diss mày, sao mày cử động làm chi? Mày xin lỗi rồi diss tiếp, mày muốn thử lòng từ bi hả? Cái sai lầm của mày là mày tin lời thằng chó VD. Mày lôi kéo thằng Cleverstar, mày không biết suy nghĩ. Mày cứ diss, cứ bố láo lên mạng mà làm hổ báo. Nhưng tưởng tao để cho mày đầu độc, thằng đệ tử của tao. Tao lên kiếm mày đó, đi lại bắt tay làm gì? Diss tao đã xong rồi chối, vậy thì diss làm gì? Và nói rõ tao chỉ đấm cùi chỏ mà lên gối. Tụi mày bóp méo câu chuyện nghe nó rất là thối. Chỗ đó toàn là bạn của mày, chỉ có ba thằng tụi tao. Ba thằng đi vô ăn hùm chứ nói ba thằng đánh một là sao. Còn bây giờ mấy thằng đỡ VD, tụi mày biết nhà tao mà, cứ việc qua đây đi. Hồi chiều thằng nào gọi điện bày đặt hù dọa tao đó. Sao tao không thấy cái mặt của tụi mày vậy hả con chó? Sao lúc tao quánh thằng The Night mày không quay vô luôn? Để tới lúc lên internet rồi thì cái miệng nó buồn. Tụi mày làm tao nhớ tới vụ cái shop Shanty. Tụi mày nói qua thêm lần nữa sao không ngon qua đi? Hay là nói rằng ngu gì qua là bị ăn chém thì sao? Tao cứ ở bên Úc bố láo, tụi mày làm đéo gì tao. Chó sủa đéo có cắn, chó cắn đéo có sủa. Tụi mày gây sự tao trước, không có khói đéo có lửa. Mày cứ về mà đi, bữa đích anh mặc đần VD. Hỏi ảnh tại sao anh em của ảnh nó dần dần mà ra đi. Tao làm nhạc, tao kiếm tiền, sống cuộc sống tự lập. Kể từ ngày tao bán album tao đã có nguồn thu nhập. Nếu bây giờ mà tao phải ngửa tay xin trợ cấp xã hội. Tụi mày thích nói xấu tao, kệ mẹ tao chấp cả hội. Tao xăm tên Buki, Chris sẽ đi xăm tên thằng Cúp. Liên quan cuộc cức chỉ tới cái việc mà bọn tao yêu nhau. Bày đặt nghe kể qua kể lại biểu vài ba câu. Mày đéo phải người trong cuộc thì lấy cái gì ra flow. Còn mày nói tao cắp lyrics, ăn cắp cái con cặc. Lyrics tao thừa ra đó, đập vô mặt mấy thằng con giặc. Tao đéo rảnh ngồi đôi co ở trên nhạc với mày, lại càng đéo rảnh để đi tới tận nhà của mày. Chẳng lẽ tao phải đích thân đi tới từng nhà của từng thằng? Tụi mày rảnh thì kéo nguyên đám tới tận nhà của tao mà găng. Thứ nhất, tao và mày không có ngang hàng. Thứ hai, tao không lên mạng mà ngang tàn. Vậy thì tại vì sao mà tao phải diss mày, lăng xê cho mày, trong khi tao còn không biết mày là thằng nào? Và bây giờ mới là cái phần quan trọng nhất nè. Album Awakening ngoài những chỗ mà đã bán á, giờ nó có thêm dạng bán album trên mạng dưới dạng MP3. Thì các bạn có thể vào cái trang web store.haicau143.com để các bạn mua. Ok.